Gửi đơn tới Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Bốn nguyên đơn trong vụ kiện liên quan đến việc thừa kế tài sản có địa chỉ tại số 505 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết. Đã 5 năm nay, đơn của họ gửi tới Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ. Thế nhưng, cũng từng đó năm, đơn đã được thụ lý, còn phiên tòa xét xử lại chưa bao giờ được thực hiện. Đằng đẵng từng đó năm, bốn anh chị em sinh sống tại Hà Tĩnh buộc phải thuê nhà tại Hà Nội để theo đuổi vụ kiện, ra tài khánh kiệt theo những bước chân lên tòa, rồi lại trở về quê hương Hà Tĩnh. Cái thời gian trong 49 ngày thì anh em ra như thế cho vào, thì anh em về thì sau một thời gian lâu thì kiểu anh kiểu chúng tôi cùng anh em cùng làm đơn gửi lên phường để quận ấy, để thì cùng gửi để bảo ba đến là cùng hoa giải, nhưng mà không chịu ba nói quả táo cả, ba nói thế, ba nói quả táo cả. Nhưng mà trong cái bản di chúc thì không có tên ba, chỉ có bốn anh em ruột của anh thôi là để thừa kế cái phần đất đó. Nhưng mà sau đây ba chịu thì gửi đơn phương mấy lần hoa giải, ba cùng không chịu. Thì sau tôi phải đến bước cuối cùng thì phải gửi lên tòa án. Thì từ đó đến giờ là chúng tôi mấy năm trời, là bao nhiêu năm trời là nhà tôi thuê cái căn phòng này để anh em đi lại ở, để đến đòi cái sự công bằng cho anh em, cho mà đến nay họ vẫn không giải quyết cho. Tạm đất lại là cùng khởi kiện lâu rồi mà đến giờ chưa được sáng rõ cho anh em chúng tôi, thì chúng tôi rất bức xúc. Đấy, cho nên anh em chúng tôi ra đây á là cũng nguyện vọng là mà rằng giải quyết chúng tôi càng sớm càng tốt, bởi vì đường xã ở trong quê ra đây cũng xa chẳng phải gần đó, rất phức tạp. Theo nội dung đơn khởi kiện, anh ruột của bốn nguyên đơn sinh sống cùng vợ tại thửa đất có diện tích 345,4 m², có địa chỉ tại số 505 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ. Năm 2001, hai vợ chồng thuận tình ly hôn theo quyết định của Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ. Tài sản được tự chia, ông Lĩnh được quyền sử dụng định đoạt 170,9 m² tại thửa đất nêu trên và đã tách thửa, đồng thời sinh sống ổn định tại đó. Đến năm 2018, ông Lĩnh ốm nặng. Trong thời gian đó, bốn anh em ông là Lê Văn Hồng, Lê Thị Hoa, Lê Văn Duẩn, Lê Thị Huệ thay phiên nhau từ Hà Tĩnh lên sinh sống chăm sóc ông Lĩnh cho đến khi ông qua đời. Trong thời gian này, ông Lĩnh có để lại di chúc bàn giao toàn bộ tài sản cho bốn anh em. Thế nhưng, theo bốn nguyên đơn, ngay khi ông Lĩnh vừa mất, họ bị đuổi ra khỏi nhà. Bốn nguyên đơn đã tìm tới Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ với mong muốn vụ việc được đưa ra xét xử công minh, phân định đúng sai, nhưng điều đó đã không xảy ra trong suốt gần 5 năm qua. Và có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nhiều thời gian nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ và thông tin về vụ việc.